vẫn biết rằng nhà sạc sẽ thì mát, bát sạc sẽ ngon cơm, thế nhưng nhiều người vẫn không ý thức được để dọn dẹp nơi ăn, chống ở của mình. Bởi lý do đó nên đã có không ít những trường hợp nổi như cồn trên gì ở bẩn, rác ngập trong phòng không có chỗ đặt chân. Thanh niên đến từ dưới đây chính là ví dụ. Không tin vào mắt mình nữa các gamer thủ á. À, cứ nghĩ những căn phòng như vậy chỉ có trong tưởng tượng thôi. Nhưng hôm nay không mình thế hệ chứng ở ngoài đời thật sự người sống trong căn phòng này không biết nên so sánh với con gì nữa. Đi sửa vệ sinh mấy cái mức thôi mà mùi bốt lên chịu không nổi luôn, người đăng bài bóc phốt thanh niên này chia sẻ. Không ai tin nổi đây là căn phòng mà một thanh niên đang sống có thể bẩn tới mức này. Đính kèm theo đó là loạt hình ảnh chứng minh anh chàng đó thật sự xứng đáng lò to. Cao thủ ở bẩn trong căn phòng có diện tích khá nhỏ là cảnh tượng quần áo bừa bộn, đồ ăn thức nóng dứt tùm luôn dưới đất, sàn nhà cũng cáo bẩn như thể ba năm chưa được lao dọn. Khung cảnh như ổ chuột này khiến nhiều người kinh hãi hùng. Mọi người đều không hiểu rốt cuộc phải dũng cảm như thế nào thế hệ có thể sinh sống trong không gian toàn rác là rác như thế. Một số khác thậm chí còn không tin đây là phòng cho người ở mà chắc là nhà quan. Cả không gian như một bãi rác mini bên dưới bài đăng là hàng loạt những bình luận ngắn ngẩm từ cư dân mạng. Mọi người đều hy vọng những hình ảnh này là chủ bố chụp từ căn phòng không người ở đã lâu chứ không phải thực sự là không gian sống hiện tại của ai đó. Sao có thể sinh hoạt giữa bãi rác như thế này được nhỉ? Tình trạng các trai xinh gái đẹp ra ngoài thì lồng lộn, ở nhà thì lôi thôi quá ra càng ngày càng nhiều. nhìn hẳn kinh hãi thiệt chứ, mấy đam mê thủ sống như vậy không phải xấu mặt khi bị bóc phốt đâu mà cái chính là ảnh hưởng sức khỏe ấy. Ăn với ở, sinh hoạt mà thiếu đầy bếp thì nó còn ảnh hưởng đến nhiều cái khác nữa.